bà chính sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và lối sống của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng và được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thửa vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Nếu bởi tội